sáng ngày 25 tháng Chạp nhằm ngày 16 tháng 1 tại chùa Huê Nghiêm, thành phố Thủ Đức, trưởng lão Hòa Thượng Thích Trí Quảng, Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã đón tiếp thân mật phái đoàn Chủ tịch nước, lãnh đạo các bộ ngành trung ương và thành phố Hồ Chí Minh thăm chúc Tết. Dẫn đầu phái đoàn là ông Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Cùng đi có ông Lê Khánh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng, Trưởng ban Tôn giáo Chính phủ Vũ Hoài Bắc và Văn phòng Chủ tịch nước Ban Tôn giáo Chính phủ tham gia đoàn có ông Phan Văn Mãi, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, bà Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và lãnh đạo các cơ quan chức năng thành phố. Tham dự tiếp đoàn với Đức Pháp chủ có Hòa thượng Thích Lệ Trang, Ủy viên Thường trực Hội đồng trị sự, Trưởng ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh, phụ tá Đức Pháp chủ, Thượng tọa Thích Thanh Phong, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Thượng tọa Thích Giác Dũng, Thư ký Văn phòng 2 Hội đồng Chứng minh và các vị thư ký của Đức Pháp Chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thăm hỏi và thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước có lời chúc Tết đến trưởng lão Hòa Thượng Thích Trí Quảng, đệ tứ Pháp Chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Qua Hòa Thượng Pháp Chủ, Chủ tịch nước gửi lời chúc Tết quý mão an lạc đến với tăng ni Phật tử tín đồ Phật giáo Việt Nam ở trong và ngoài nước. Chủ tịch nước cũng đánh giá cao những công tác mà Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã thực hiện, góp phần vào việc bảo tồn văn hóa truyền thống an sinh xã hội, đặc biệt là việc tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ 9 thành công rất tốt đẹp, thông qua phương hướng gồm 12 mục tiêu và giải pháp thực hiện trong nhiệm kỳ 2022-2027. Chủ tịch nước nhận định các nội dung về phương hướng hoạt động của Đại hội Chính Giáo hội Phật giáo Việt Nam phù hợp với đường lối chính sách của đảng nhà nước về tôn giáo, mục tiêu chung là dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Chủ tịch nước nhấn mạnh, Nhà nước và chính quyền luôn thực hiện chính sách tự do tôn giáo ở Việt Nam một cách nhất quán theo hiến pháp và pháp luật đã quy định và đề nghị chính quyền các cấp tiếp tục tạo điều kiện cho các tổ chức tôn giáo, trong đó có đạo Phật hoạt động theo quy chế xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc theo tinh thần đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết, thành công, thành công, đại thành công như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nêu. Đáp từ Trưởng lão Hòa Thượng Thích Trí Quảng bày tỏ lời cảm ơn đối với đảng nhà nước đã tạo điều kiện cho Giáo hội Phật giáo Việt Nam hoạt động đặc biệt đã giúp đỡ cho giáo hội tổ chức thành công đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ 9 tại Hà Nội vừa qua. Dịp này, Đức Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam cũng nhắc lại những nhận định của các vị lãnh đạo đảng về tôn giáo nói chung và Phật giáo nói riêng trong mục tiêu phụng sự và hộ quốc an dân. Đức Pháp chủ bày tỏ lời cảm ơn đối với Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và các vị lãnh đạo đảng chính phủ đã tạo thuận duyên để Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức thành công các kỳ đại lễ vây sát Liên Hiệp Quốc. Ngài cũng nhắc lại ấn tượng tốt đẹp những lần gặp gỡ Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc lúc còn là lãnh đạo tại tỉnh Quảng Nam và ngài đang ở trách nhiệm trưởng ban Hoàng Pháp Trung ương và gần đây là sự gặp gỡ đặc biệt là nội dung của bài phát biểu tại đại hội chính. Đức Pháp chủ cũng thay mặt tăng ni Phật tử và tín đồ Phật giáo Việt Nam có lời chúc Tết an lành đến Chủ tịch nước và các vị trong phái đoàn, đồng thời gửi lời chúc Tết đến lãnh đạo Đảng nhà nước, các bộ ngành Trung ương và thành phố Hồ Chí Minh. Cũng trong khuôn khổ buổi thăm chúc Tết, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và phái đoàn đã lên chánh điện chùa Huê Nghiêm, dân hương, lễ Phật trước thềm xuân quý mão đang đến gần.